Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là những cái show chuỗi mà Châu Phú thỉnh đã rất là nhiều. Trên những cái show chuỗi đó là cái tâm nguyện cũng như là của chú Hai Chuỗi và thím Hai Chuỗi đó, là có một cái hoa sen cùng với một cái chữ vạn của Đức Phật A Di Đà đó vị, thì được để lên trên những cái show chuỗi đó. Thì cái tâm nguyện là mong tất cả bà con khi mà nhận được cái show chuỗi này rồi thì cố gắng gắn hướng về Đức Phật A Di Đà, hay là Phật Thích Ca, hướng về cái cõi Tây Phương. Quý vị có thể lặn chuỗi gì hoài nữa quý vị đó, niệm Phật hoài thôi là gia đình của chú Hai thím Hai đã vui rồi, chứ không cần nhận lại những cái khoản tiền gì hết. Xin chân thành chi ân những cái tấm lòng của chú thím, vừa cho những cái phần củ bạc hà mà vừa có chuỗi, nếu mà dư chút nào thì tặng cho bà con chút nấy. Thì xin chúc cho chú thím gia đình thì thuận hòa, làm ăn thuận lợi, gặp nhiều điều may mắn hơn nữa, và đặc biệt tinh tấn tu hành đến ngày viên mãn như trong tâm nguyện của chú thím. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, chúc sức khỏe. Dạ con cũng cảm ơn chú Ba Tèo ha, cảm ơn cô Hai với thím Ba Tèo nha, cảm ơn tất cả quý vị. Dạ cũng như cô chú làm, cũng như những cái này thôi, là trong anh em đoàn thể thì coi như là đó, ai cũng ước nguyện. Thứ nhất là mình là tín đồ của thầy, là mình làm theo 8 điều răn cấm của thầy. Thứ nhì nữa là Phật thầy Tây An, thì là cũng như là thầy Phật ở trên cũng có dạy, như cõi Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như là để tôi cũng có đôi lời qua tất cả, là cũng như là trong anh em đồng đạo xa gần, thì coi như là vừa tất cả những vị thuốc bạc hà núi này để đem về trị bệnh đây, thì coi như là cũng trong anh em huynh đệ trong đoàn thể coi như là đó, cùng hiệp tâm để mà hiệp chí, hiệp ý, hiệp căn lợi, vừa để xả tâm mà làm những cái việc thiện nghĩa này. Cũng như là tôi cũng có đôi lời, cũng như là theo lời thầy Phật nói, một cây làm chẳng lên non, nhiều cây dẫm lợi thành hòn núi cao. Cái này là cũng trong anh em huynh đệ, cũng như kẻ có mặt nơi đây, người không có. Đó, cũng là bắt đầu đó là góp để mà thân tâm mình đi ra để mà lội non núi kiếm từ cũ để trở về đây, và mang về cho tất cả những anh em mà đang là bị bệnh. Thì cầu tất cả anh em, cũng như là nếu mà ai thỉnh thuốc này thì gán 6 chữ Di Đà luôn niệm để mà uống mau hết bệnh, mạnh lành, để anh em hầu để nhớ về con đường Phật Pháp, và để mà bắt đầu đó mình, nếu mình mà gia đạo mình vạn sự an lành, mình mần ăn được may mắn thì mình cũng xả tâm, mình cũng là đặt đầu đền đáp tứ ân. Và cho tất cả cầu chúc cho anh em huynh đệ xa gần, và thỉnh thuốc này thì nhớ 6 chữ Di Đà luôn niệm, và cùng tất cả anh em mà đi kiếm thuốc đây thì cầu mấy anh mấy chị cùng tất cả huynh đệ mình thì cùng hiệp tâm, hiệp chí, hiệp ý, hiệp căn lợi mà làm cái thiện nghĩa, hầu để cho giúp như con một cha lẫn nhau cho ai nấy, hầu để mạnh khỏe và tinh tấn trên con đường đạo Pháp, tới ngày viên mãn được về với cha với mẹ với Phật với thầy, tứ ân vẹn vẻ như thầy Phật nói, cõi Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Tứ ân đã trả thì chẳng còn tội căn. Thì tôi có đôi lời cầu chúc tất cả anh em huynh đệ cùng hiệp lợi để làm chuyện thiện nghĩa này, cùng tất cả anh em mà đang lâm trọng bệnh thỉnh thuốc uống, thì anh em cũng nhớ những lời của tôi trao gửi, cầu chúc tất cả anh em thanh tâm an lạc, đạo quả viên dân, tinh tấn tu hành sáng suốt quang minh, niệm Phật làm lành, tứ ân vẹn vẻ để trở về với cha với mẹ với Phật với thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con chân thành cảm ơn thím Hai Chuỗi vị. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay là gia đình của chú thím Hai Chuỗi có cho Châu Phú thỉnh một mớ chuỗi để mà đi gieo duyên cho bà con nghèo, cùng với ở đây là những cái củ bạc hà núi, gia đình của chú thím Hai Chuỗi cùng với gia đình chú Ba Tèo, hay là các quý đồng đạo với lại cô Hai, anh em đồng đạo trở về núi để mà tìm những củ bạc hà này phát cho bà con miễn phí. Thì Châu Phú xin mời quý cô chú anh chị sẽ xem tiếp cái đoạn video này. Quý vị có thể chuẩn bị cái viết sẵn để chuẩn bị ghi cái số điện thoại của chú Hai Chuỗi cùng với chú Ba Tèo. Quý vị điện thoại và đăng ký xin những cái củ bạc hà này hoàn toàn miễn phí 100%. Nhưng mà nhớ là
giữ điện thoại để cho shipper đem đến giao tận nhà. Quý vị chỉ trả cái phí cho shipper thôi, ở đây hoàn toàn không nhận tiền. Xin đồng kính chúc quý vị sức khỏe bình an nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, mời quý vị xem tiếp video nha. Dạ Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hiện giờ là cho Phú trở về nhà của chú Ba Tèo nè quý vị. Đó thì gửi đến quý vị một cái đoạn video là những cái củ bạc hà núi chuyên khắc tên của những cái loại mà khối u hay là ung thư đó quý vị. Thì kính thưa quý vị, rất là nhiều bà con đã điện lại phản hồi từ qua kênh anh Tướng Dũng, hay là điện cho chú Hai Chuỗi hay là chú Ba Tèo để mà phản hồi là uống vô có kết quả. Thì kính thưa quý vị, nên hôm nay là chú Hai Chuỗi đã đồng hành cùng với các chú lên núi chở về đây khoảng hơn một tấn củ bạc hà núi. Cho nên hôm nay cho Phú trở lại đây quay video này để gửi đến quý vị, để có thể liên hệ trực tiếp với chú Hai Chuỗi và chú Ba Tèo nha quý vị, để xin thuốc. Thì quý vị nhớ xem trên đoạn video, chút xíu nữa cho Phú sẽ đọc ra cái số điện thoại của hai chú, là chú thứ nhất chú Hai Chuỗi, thứ ba chú Ba Tèo, là có thể là quý vị chuẩn bị sẵn cái viết để ghi ra số điện thoại rồi liên hệ trực tiếp. Ở xa thì nhờ gửi giùm, còn ở gần thành phố Long Xuyên thì quý vị cứ liên hệ đi đến nhà nhận nha. Dạ con chào chú Ba Tèo nha. Chào cô Hai. Chào chú Phú. Dạ. Thì thưa chú Ba, trong cái đợt rồi mình phát đó thì chú Ba thấy bà con có phản hồi gì không chú Ba? Dạ. Cái củ bạc hà này á, chú Ba với chú Hai á, là đi chuyển về được 2 chuyến rồi. Dạ. Thì qua 2 chuyến rồi thì cũng về phát cho bà con, thì bà con uống về có phản hồi á, thì uống cũng có nhiều người có kết quả, do đó cái bà con điện tới xin rất là nhiều. Rồi cái chú Ba mới nói với chú Hai, yeah, vì chú Hai đi lên trên núi ngày hôm kia, yeah, để đi trước đào một ngày, đi cùng với mấy chú với mấy cô là bên thiện nguyện là đi làm đó. Dạ. Rồi chú Hai ở lại đêm, núi tắm một đêm và làm thêm ngày hôm qua nữa. Thì chiều hôm qua cái số thuốc của bạc hà này mới về tới, chuyển về tới nhà chú Ba. À vậy ha chú. Ừ. Vậy là cái củ bạc hà này mới đào luôn ha chú? Dạ cái củ này là mới đào hồi về được là chiều hôm qua. Như vậy thì mỗi một người gì là mình phát một bọc gì đó ha chú? Cái này mỗi bà con vậy thì khi mà mình nhận á, dạ, cái thông tin á, dạ, rồi ở nhà thêm ba với mấy chị đây, dạ, rồi mới phân ra một bọc 5 kg 5 kg, rồi mới đưa đi là ship qua shipper, cái nào gần bến xe Phương Trang thì mình gửi qua Phương Trang cho nó tiện, cái chi phí nó nhẹ, cái phí vận chuyển cho bà con. Dạ. Còn nào mà ví dụ như nó xa bến xe Phương Trang, dạ, thì ở đây có chú Bảy Phúc á, ông sẽ, dạ, đem đi gửi, dạ, lên chỗ biệt theo bốt. Dạ vậy đó hả chú. Rồi là để gửi qua đó để mà đến nơi cho bà con ha. Dạ vậy đó hả chú. Dạ thì thưa chú, hôm nay có đồng hành với con thì đi đến đây đó thì con xin chú giới thiệu các cô chú anh chị đang đến nhà mình để mà chuẩn bị xin những cái củ bạc hà chú. Có anh này á, là anh ở trong Kiên Giang ra. À vậy ha. Ờ anh qua cái thông tin điện thoại đó. Dạ. Thì anh mới tìm ra sáng nay đó. Dạ. À, thì cái anh nói cái người em của anh uống sao đó. Dạ. Có xin trước rồi. Vậy uống có kết quả đó rồi anh, dạ, mới đi tìm ra tới đây đó. Dạ, chào anh ha. Thì thưa anh Trà Ngũ. Anh có thể chia sẻ đó là em của anh đó. Trà Ngũ. Là bị bệnh như thế nào mà từ trong Kiên Giang anh lại quyết định đi ra đây để mà xin củ bạc hà. Dạ. Mới bị khối u tỵ, uống được 10 ngày mấy ngày thấy giờ bớt đau. Yeah. Hết đau ăn được bây giờ tính lên xin uống tiếp. Dạ. Khối u tỵ vậy là ở trong tỵ trong xương ha. Tỵ tỵ chứ không phải tỵ. Tỵ tỵ ha. Tỵ nằm hơi nó lắc gì bỗng gì. Đúng rồi đúng rồi. Tỵ ha. Dạ. Thì bây giờ là giảm đau, giảm cho nên anh chạy xe ra đây để mà thỉnh thêm ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh ha. Uống được mấy lần anh? Uống được 10 ngày. 10 ngày ha. Là lúc trước mình thỉnh từ đâu anh? Lúc trước cũng xin ở đâu cũng không gành nữa, giờ người ta mới chỉ lên đây. À mới chỉ lên đây ha. Dạ cảm ơn anh ha.
Dạ chú ơi, chú cũng đi ra tới đây để mà thỉnh ha chú. Lấy chồng mấy bọc đi rồi, về luôn. Vâng. Dạ. Lần đầu tiên thì Văn Thành đến đây từ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thì nghe Châu Phú cũng chia sẻ trên cộng đồng mạng thì củ bạc hà núi này cộng với uống với lá đu đủ nó rất là tuyệt vời, vì ức chế cho những cái bệnh ung thư rất là hay. Thì hôm nay thì Văn Thành đến đây cũng lần đầu tiên, thì cũng xin cảm ơn Châu Phú và anh ba đã đem củ bạc hà về đây để làm từ thiện cho bà con mình. Thì bản thân ở Văn Thành lên đây cũng xin một phần về để uống cho nó khắc phục cái bệnh bú của mình. Vậy thì xin cảm ơn Châu Phú với anh ba. Dạ, vậy là Phật con cảm ơn chú ha, chúc chú sức khỏe nha. Và vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay có mặt tại đây là có ông thầy Bảy ha, là chuyên trị về bên chỉ nữa. Cái này là thầy Bảy Phúc. Dạ, thầy Bảy Phúc ha. Dạ. Gửi rồi cái đâu cũng biết cái đúng thầy rồi, đúng nào. Rồi. Đó, thì quý cô chú anh chị mà có bệnh chỉ thì liên hệ với lại thầy Bảy này. Tóc bạc nhưng mà rất là thẳng thắn. Bệnh là phải bệnh làm liền nha. Ai mà bệnh chỉ bệnh thì này lại là khám liền. Bốc thuốc liền. chào chú Bảy nha. Thì thưa chú Bảy, con biết được là trong thời gian qua chú Bảy cũng nghe điện thoại và giúp đỡ cho bà con bệnh chỉ, đặc biệt là con bị bệnh chỉ, chú cho con được mấy chai thì đã tiệt luôn hết tới giờ. Thì chú có thể chia sẻ là với con là cái số điện thoại để cho bà con trực tiếp gọi cho chú hả chú Bảy? Thì bây giờ cũng kính thưa quý bà con, tôi thì cũng tại Châu Phú nó tăng đưa nó là thầy, chứ thật ra không phải là thầy, nhưng biết làm, biết cách trị bệnh chỉ. Thành ra là cũng có cho thuốc, mà thuốc là thuốc này là nếu mà cô bác nào mà bị mạch lương nó bị đi cầu ra máu đó là rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Hắn nói là trước đây tôi cũng bị là coi như là cũng ấy, là tôi uống thấy kết quả rồi cũng có người truyền lại. Nên tôi giờ tiếp tục làm cho cô bác mà uống. Cái này cho là hoàn toàn miễn phí nha, mà có thể gửi shipper nữa. Nhưng hoàn toàn là không có nhận tiền lại. Rồi vậy đi rồi cho, nhưng mà không phải là thầy nha, cái Châu Phú nói thầy nhưng mà thật ra là không có thầy. Số điện thoại của tôi là 0919 202 713. Mà con có ấy thì bà con có ấy có cần thì ghi gửi shipper qua. Rồi xong tới đây xin chào quý cô bác. Ngắn gọn ha, có khám không? Khám ha. Vậy mà gặp Châu Phú nói là khám liền, nếu mà bệnh chỉ tôi phải khám mới được. Vậy đó ha. Đó, bây giờ khỏi khám nha quý vị. Tại vì khi mà quay lên trên màn hình thì gung gối đồ hình, chứ ổng là bập bùm bùm không ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ ông anh đã gửi cho ông anh. Anh quay xe lại đi anh. Quay xe lại bị em của ảnh một phần. Dạ. Rồi có một cái chú Năm chẳng gọi điện thoại ra với thêm bà xã của anh đó. Dạ dạ dạ. Thử ba phần ha. Thử ra chú ba gửi cho anh. Bà con nhớ là cái củ bạc hà núi này khi mà mình chặt ra đó, nhớ cẩn thận đeo kính đồ vô, để không thôi là sẽ bị văng vô mắt là hư mắt nha quý vị. Và nhớ xem cái cách uống như thế nào, và cùng với lá đu đủ đó, thì Châu Phú được biết đó là 200g. Củ bạc hà núi 250g, lá đu đủ. Quý vị sắc 4 chén còn lại 8 phân mà sắc gời với nhau. Quý vị có thể là uống lá đu đủ trước, nửa tiếng sau hả uống củ bạc hà núi. Còn đối với sức khỏe của quý cô chú nào mà yếu đó thì mình uống 200g hoặc 250g uống thử, nếu mà hợp thì mình mới uống tiếp nha quý vị. Và quý vị đừng quên là không có cho phụ nữ có bầu uống nha quý vị. Phụ nữ có bầu thì thuốc Tây cũng uống không được, mà thuốc Nam cũng uống cũng không được luôn nha. Thì qua cái đoạn video hôm nay, Châu Phú xin thông báo quý cô chú anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại chú Hai Chuỗi là 0939 457 457 020, 0939 457 020. Châu Phú xin giới thiệu đến quý vị là cái điểm khoát bạc hà núi. Và cái số thứ hai, quý vị liên hệ với chú Hai Chuỗi không được đó thì liên hệ với chú Ba Tèo. Tại vì đôi lúc là hết chân cây thuốc là chú Hai Chuỗi phải về núi để tìm tiếp thì không có thể nào nghe máy được, thì quý vị liên hệ trực tiếp với chú Ba Tèo,
Số thứ hai là 0919903358. Châu Phú xin nhắc lại là 0919903358, đó là số của chú Ba Tèo. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, cái đoạn video thì cũng đã dài. Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn và gia đình của chú Ba Tèo, chú Ba Chuỗi và tất cả quý vị ở đây luôn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì chơi thưa chú Ba, có cậu Hiền ở dưới Cần Thơ cũng xin về một bao để mà chia ra cho bà con dưới Cần Thơ, cùng với chị cô Linh. Cô Linh ở Bạc Liêu thì xin dùm cho bà con ở dưới. Thì chị Tiêu Mỹ Trăng, chị Mỹ Trăng ở bên Mỹ á, cũng có gửi chợ xăng tiếp. Vậy làm chú làm ơn gửi cho chú Ba Hai Chuỗi dùm là 1.000.000 đồng để mà chợ xăng tiếp để chở cái đồ cho bà con. Không, cái này á nữa Châu Phú gặp với chú Hai Chuỗi á. Ha. Vậy ha. Châu Phú trao đổi với chú Hai Chuỗi đi. Có nhận thì gửi. Thì ha. Nếu chú Hai Chuỗi có nhận á. Dạ. Thì chú Hai Chuỗi nhận. Chứ còn riêng mà phát thuốc cái củ quạt hàng này cho bà con toàn bộ đó. Dạ. Là chú Hai Chuỗi chú Ba nói là không có nhận cái phí gì của bà con hết. Không nhận phí. Đó. Nhưng mà nhắc lại với bà con là khi mà mình đặt hàng rồi đó, thì con thấy tình trạng cho nên Tấn Dũng cho nó đặt hàng rồi cái bắt đầu lại cái bắt đầu tiền phí mà ý mà trả tiền phí cho bên gửi hàng không đó. Mà ta thấy cao quá đó, tại gửi tốc hành đó, gửi quỳ theo post thì người ta căn ký ăn bao nhiêu á thì bà con nhớ trả bao nhiêu, chứ ở đây là gửi là đem lên đó là chỉ có ghi thông tin trong đó, những cái trường hợp khác mà chú có coi qua mấy cái clip kia á. Dạ. Là gửi đi mà bị hàng trả lại mà phải trả tiền shipper đó. Dạ. Thì những cái trường hợp đó đây là tới 2 đợt rồi. Dạ. Chú chưa từng đụng chạm gặp qua trường hợp đó. Dạ. Bởi những cái thông tin mà khi gửi đi á. Dạ. Thì mình phải liên lạc xong rồi mình mới báo cho người nhà biết là tôi sẽ gửi qua cái đường về Facebook. Nó có 2 cách để chú gửi. Cách thứ nhất, nếu bà con nào gần ở bến xe Phương Trang, tất cả các trạm trên tỉnh. Dạ. Gần thì chú sẽ gửi qua cái đường Phương Trang. Yeah. Rồi chẳng hạn như bến xe cảng miền Tây thì trạm Phương Trang xe cảng miền Tây. Yeah. Hoặc là ở gần đường ngã 7 Lê Hồng Phong thì chú sẽ gửi trạm Lê Hồng Phong. Yeah. Thì cái phí lại cho bà con nó lại nhẹ ra. Yeah, vậy đó. Còn nếu cái khi mà gửi qua việc Facebook á, thì chú cũng trình bày cho bà con cái khi cái số này là 5 ký. Yeah. Gửi theo đường về Facebook thì cái shipper này sẽ giao hàng tận nơi tận nhà cho bà con. Do đó cái chi phí mà đi đến đó thì cái giá nó hơi nhích một chút. Yeah. Để bà con vẫn đồng ý. Yeah. Đó thì do đó là tất cả những cái hàng khi mà chú chuyển qua cho bà con toàn bộ là không có ai mà bỏ hàng hết. Bởi vì bà con là rất là cần. Đó vậy đó, do đó là hoàn toàn là chú không có bị hàng mà trả đi dư lại. Thì bởi vì mình phải dặn dự trù. Đúng rồi, thành thử ra cái vấn đề mà bị bồi thường hàng mà trả lợi rồi trả chi phí. Điều đó bên đây là chú với chú Hai là không với còn, chú Bảy luôn. Còn cái đợt rồi đó mình có bị người ta không có nhận hàng là người ta không có nhận có lấy giữ điện thoại rồi đó. Cũng mình cũng có mấy cái đợt mà bất mình là có mấy cái to mà nó có nghĩa là mình bị sơ sót cái thông tin, chẳng hạn mình bị quên với cái số điện thoại của cái người nhận. Thì ở chỗ đó họ nhận giữ cái hàng đó lại. Rồi xong á mình lên họ báo lại. Dạ. Đó. Rồi mình mới bổ sung cái thông tin số điện thoại sau. Dạ. Đó. Rồi cảm ơn chú. Chào chú Hai. Dạ, đó chú Hai Chuỗi hiểu thấy nè. Đây chú Hai Chuỗi nè. Ê vô đây luôn. Thì thưa chú Hai, hôm nay thì làm cái video đó thì chú Hai đi lên trên núi tìm của bà Hà bao lâu chú Hai? Mấy ngày? 2 ngày. 2 ngày ha. Rồi chở về đây là được hơn 1 tấn thôi chú Hai. Hơn cái này gần 2 tấn. Cái này khoảng 1 tấn 7 tấn. Tấn 7 ha. Thì thưa chú Hai, bây giờ là có chị Mỹ Trăng ở bên Mỹ đó đã gửi cho con hỗ trợ cho tiếp sức với lại đội xe hay là đổ xăng đi chở những cái củ bạc hà ha, anh em đi làm đó thiện nguyện đó 1.000.000 đồng. Vậy bên mình có nhận tiền chở xăng không chú? Không, đây là ở đây chú với bà Tèo đồng với ấy rồi lo đủ hết trơn rồi. Miễn phí hết ha. Miễn phí hết. Dạ thương quá quý vị. Và thưa chú, hôm nay con có thỉnh chuỗi, chú có đem chuỗi cho con không? Có. Vậy đó hả? Có bọc chuỗi nữa hả? Dạ chào thím. Thím Hai đó, thím Hai. Dạ. Thì kính thưa quý vị, vì Châu Phú đi làm thiện nguyện đi đến bà con đó thăm thì
mỗi một bà con thì tặng gieo duyên một hai sâu chuỗi để khuyên bà con niệm Phật quý vị. Cho nên đó là Châu Phú cũng có thỉnh của chú hai chuỗi. Dạ. 8 kg ha. Về cũ đó kẹt quá cho luôn nguyên cũ vậy sao giờ không lẽ trẻ ra nữa ta. Tính chẳng chặt là hai mà cũ 4 kg kia mình phân thêm một cái cũ nhỏ cái cũ lớn. Ví dụ như 8 kg là chấn ngang nè. Đây. Mình sẽ chấn ra rồi có bắt đầu mình thêm này nữa. Cũ bà Hà núi bị lớn. Chú hai nói cũ này 70 kg cái chiều dài. Dài 3 thước. Trời ơi. Vậy đó hả? Cũ này đó ha. 5 ngự mà khi nó bằng cái ghê vậy. Cũ bạc Hà núi dài 3 thước nha vậy. Dạ. Ở trên không mà nó nằm ở trên. Nằm trên không hả chú hai? Cái này dạ. Chú hai, đi lên trên núi vậy là mình đi theo ven mấy cái vách núi này sao chú hai? Vậy đó ha. Dạ. Chú hai đi chuyến rồi chú hai cực khổ lắm, chú hai ở lại trên núi ngủ luôn. Vậy đó hả? Rồi ở ráng thêm một ngày hôm sau nữa. Ở trên núi có mấy ông dân tộc quá, ổng đi tìm mấy cũ này nè chú hai. Đúng rồi. Đây rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, quá chừng chuỗi luôn quý vị ơi. Đây nè. Đây cho con mượn con cầm lên cái ha. Đây. Rồi. Vâng thì kính thưa quý cô chú anh chị. Chú hai này là có biệt danh là chú hai chuỗi hồi đó tới giờ quý vị, là chuyên làm chuỗi và chỉ cho bà con làm chuỗi. À. Chuỗi này cái màu này đẹp hết. Cái này là chuỗi từ chuỗi 48 hạt. Cái này là mình làm theo. Ủa dâu tầm ăn nữa hả? Có dâu tầm ăn vậy đó hả? Cái nào dâu tầm ăn đâu chú? Dâu tầm ăn mà còn xịn nữa nè, thấy không? Này 48 hạt mà. À vậy đó ha. Cái này có chữ dạng luôn nè. Tội lỗi thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà nè. À Nam Mô A Di Đà Phật, quá tuyệt vời quý vị ơi. Chú bảy khắc vô chữ dạng luôn nè. Cái này là mua cái chữ dạng. Còn tạng ơi. Dính. Nãy giờ lú bụng rồi mới kêu kéo áo ha. Còn cái này á là cái bông sen. Con sen ha. Trời ơi đẹp dữ rồi tàn. Ai. À vậy đó hả? Trời đẹp dữ vậy ta. Đó, thì kính thưa quý cô chú anh chị cameraman vợ cho Phú được cái bông sen. Cái sâu có cái tiếng dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá đẹp. Để đâu vô cho vợ cho Phú đi. Vợ con cái nè cô. Cô thích bông sen quá không nè. Dạ, cô, này bông sen không nữa kìa. Cô lớn tuổi cô đeo cái loại cắt này đâu để đó, cho nó cái mà cái loại này mà bông sen đẹp nè. Cái này là loại mấy người mà cũng như còn nhỏ trẻ phải không? Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, có phân ra cái nào cũng quý cho anh nha. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật thì kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là những cái sâu chuỗi mà Châu Phú thỉnh đã rất là nhiều. Trên những cái sâu chuỗi đó là cái tâm nguyện cũng như là của chú hai chuỗi và thím hai chuỗi đó là có một cái hoa sen cùng với một cái chữ dạng của Đức Phật A Di Đà đó vị. Thì được để lên trên những cái sâu chuỗi đó thì cái tâm nguyện là mong tất cả bà con khi mà nhận được cái sâu chuỗi này rồi thì cố gắng gắn hướng về Đức Phật A Di Đà hay là Phật Thích Ca, hướng về cái cõi Tây Phương, quý vị có thể lặn chuỗi gì hoài nữa vậy đó. Niệm Phật hoài thôi là gia đình của chú hai thím hai đã vui rồi, chứ không cần nhận lại những cái khoản tiền gì hết. Xin chân thành chi ân những cái tấm lòng của chú thím, vừa cho những cái phần củ bạc hà mà vừa có chuỗi, nếu mà dư chút nào thì tặng cho bà con chút nấy. Thì xin chúc cho chú thím gia đình thì thuận hòa, làm ăn thuận lợi, gặp nhiều điều may mắn hơn nữa, và đặc biệt tinh tấn tu hành đến ngày duyên mãn như trong tâm nguyện của chú thím. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, chúc sức khỏe. Dạ con cũng cảm ơn chú Ba Tèo ha, cảm ơn cô hai thím Ba Tèo nha, cảm ơn tất cả quý vị. Dạ. Cũng như cô chú làm cũng như những cái này tha là trong anh em đoàn thể thì coi như là đó, ai cũng ước nguyện. Thứ nhất là mình là tín đồ của thầy, là mình làm theo 8 điều răn cấm của thầy. Thứ nhì nữa là Phật thầy Tây An, thì là cũng như là thầy Phật ở trên cũng có dạy như cõi Tây Phương chư Phật cống trong chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Đó là ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ có bấy nhiêu lời cầu nhắn nhủ cho tất cả đồng đạo cùng trong anh em đó gán chuyên cần niệm Phật 6 chữ Di Đà này, để như thầy Phật nói niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, niệm Phật bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phước lành. Thì cô bác ráng niệm Phật để mà khi mà mình có căn bệnh, mình vừa uống thuốc
để mà cho bề trên trợ mình, cho mình mau mạnh khỏe lợi, để thân tâm mình sáng suốt và mình tinh tấn trên con đường đạo pháp, để tới ngày viên mãn mình được về cõi Phật cõi thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cầu ân trên Phật Tổ Phật Thầy từ bi gia hộ phổ độ cho tất cả anh em đồng đạo cùng trăm họ xa gần, nương vào Phật pháp sáu chữ Di Đà luôn niệm, để tới ngày thành công long qua ai nấy được về với Phật với thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Quá chừng luôn quý vị ơi. Châu Phú nói chưa được nữa. À cô là thím hai này chắc là niệm Phật dữ lắm rồi. Ở công phu dữ lắm rồi cho nên nói rất là gọn, rất là ý nghĩa. À dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chú Ba có lời pháp nào nữa không chú Ba? Chú tiếp ba. Luôn chú Ba. À này, chú Ba không gần. Dạ. Chú Ba cũng như chú Hai vậy. Vậy đó. À, chú dạ. Ba à, vâng. Kính thưa môn mà. Kính thưa quý cô chú anh chị. Thì bây giờ chú Ba không có pháp nhưng mà chú Ba có củ. Là củ Bạc Hà, ôm cái củ Bạc Hà lên cái chú Ba. Thì là chú Ba cho củ Bạc Hà chung với chú Hai Chuỗi nha. Đây đây, củ bự ha. Rồi, giới thiệu luôn, tặng cho bà con. Người nhiêu ký, giới thiệu liền luôn. Bây giờ cái này là chú Hai là cái người mà tổ chức ra để mà đi kiếm cái củ Bạc Hà thuốc này cùng với mấy anh em là làm thiện nguyện ở trên núi Cấm về. Thì mỗi một cái phần Bạc Hà này á, thì chú Hai cái ấy là sẽ phát đến cho bà con mỗi một phần một người là 5 kg. 5 kg ha. À, dạ. À, nói vậy đó. Rồi pháp gọn vậy đó ha. À, pháp chú gọn ba có nhiều rồi, chú Ba biết nói nhiều thôi chứ. Dạ. Cái gì nữa là chú Ba bà không biết nói. Rồi cảm ơn chú Ba. Dạ ha. Cảm ơn chú Hai. Và quý vị nào có muốn mà thỉnh chuỗi thì liên hệ hai số điện thoại của chú Hai và chú Ba luôn nha. Chúc quý vị sức khỏe bình an nhé. À, thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Đây đây vô đứng đây cho chụp hình cái